Rồi em chào anh em đã đến kênh vùng lúa miền Tây anh em ơi. Bữa nay em lội dưới đường mương luôn. Rồi em chia sẻ anh em 20 công nhưng 10 công của ông Phục Trèo và 10 công của em nha. Thì có cái đường mương giữa thì mỗi người một bên nha. Đó, thì hôm nay em chia sẻ một bên là cái cử chỗ là xẹt á, xịt ngăn cô dít. Một bên là xịt anh cho con cốm nha. Thì cái do quá trình mình chăm sóc đi phân thôi anh em ơi, chứ xịt thì mình ngừa bệnh thì thấy ok là mình ok. Nói chung là cái mình đi phân anh em ơi, quan trọng mình đi phân cử chỗ cái chữ đồng á đó. Thì cái miếng này, cái miếng của em á là em bỏ em không xịt sâu luôn, nên cái cử chỗ đất sạch em mới xịt sâu, nên cái tỷ lệ sâu nó rất cao anh em ơi, nó sâu cuốn lá rất cao nha. Đó thì bây giờ thì nó em xịt thì bữa nay nó đã bung hết rồi em, nó bây giờ em quay nghe anh em nó, thì em nhớ xem video rồi đăng ký kênh ủng hộ em rồi để em cũng làm động lực em làm những video tiếp theo anh em. Nói chung là làm video này em làm á là để chia sẻ em đam mê thôi anh em ơi. Nói chung là không có tiền bạc gì đâu anh em ơi, làm cho một tháng gì anh em tính ra được có 5-6 đô thì nó đâu có nhiêu tiền đâu. Thì em cái tại mình đam mê mình chia sẻ cho bà con á những cái gì mình làm được đó, còn không phải em chia sẻ lên mà em câu like câu view đâu anh em ơi. Nói chung anh em là thương em thì ủng hộ bằng cách đăng ký kênh để em có động lực em chia sẻ những video tiếp theo. Những người nông dân mà làm ruộng, nói chung là làm ruộng lâu năm á, đạt được năng suất nói chung là tối đa á, thì em chia sẻ những kinh nghiệm của những người đó nha. Còn đối với em thì em cũng vận dụng theo mấy anh đó, thì mấy người đó cũng chỉ lệ em, thì em có được cái kiến thức thì em cũng chia sẻ anh em bà con. Thì ai vận dụng thì vận dụng, không thì xem người thấy ok cho em xem một like cũng như ủng hộ em vậy, chứ đâu không có gì đâu anh em ơi. Nó thì hôm nay em chia sẻ giữa cái cử lẹt xẹt giữa thằng anh cho con với thằng man cầu dít xanh nha. Em đi dưới đường mương luôn, hôm nay em lội dưới đường mương này để em chia sẻ này. Đây em lội dưới mương luôn, bên 10 công bên 10 công nha. Thì cái miếng này ngày xưa em cũng chia sẻ anh em là cái miếng này nó lúa cời nhiều lắm, nên em xài mặt độ nó hơi dày một chút nha. Đây anh em, bữa nay là chia sang sổ điều đây đó, tỷ lệ mô hình cũng cũng tương đối cao nha anh em. Nói với kìa không cái nó công nè, mà em xịt nó để cho nó cầm lên anh em ơi. Từ cái bộ lá đồng từ đây nè tới cuối là phải đi tìm để phải giữ nha anh em đó. Thì những cái miếng nào em làm sao em chia sẻ gì anh em ơi, chủ yếu là từ đây tới cuối mình làm sao cho vô gạo nó đạt được năng suất cao thôi. Nó thì bông nè, nói chung là bông là to lắm anh em ơi. Còn bên đây là xịt anh cho con giai đoạn chỗ là xẹt anh em. Thì hiện tượng ở đây là nó bị vàng lá nha, vàng lá do một số là do gầy phân trắng tấn công, một số là do vàng lá chín sớm nha anh em đó. Thì cái rồi một số bị mũi hành nha đây nè đó. Thì bên đây là xịt xịt anh cho con cốm nha, một ký nha. Còn bên đây em xịt mancozeb xanh 2 kg, 10 công 1.296 m² anh em đó. Thì em chia sẻ anh em nè, anh em cứ quan sát rồi ấy nha anh em. Thì bên đây hiện tại bên đây bây giờ là 11 bao phân anh em, miếng của ông Cục Chèo em. Rồi bên em á là 10 bao phân nha, của 9 bao rưỡi chứ, mà trong đó hết 8 kg humic rồi anh em ơi. 8 kg humic nó cũng gần bằng bao phân rồi, bằng phân rồi, nó 1 kg là nó 85.000, 8 kg thì nó ra cũng bộn tiền rồi nha. Đó, cái này nó chưa chỗ điều anh em ơi, nó chỉ lây gai rồi. Thì bữa nay 65 ngày anh em ơi. Đó. Thì anh em xem cái bông này. Đó. Anh em nhớ ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh rồi để cái video sau em qua chia sẻ cái miếng 10 công em thử thuốc là em xài cái thuốc khác. Mà từ đầu giờ em chưa chia sẻ anh em luôn, để cho nó chỗ là sạc chỗ điều coi thử coi nó như thế nào. Dù nó xấu em cũng chia sẻ anh em, nó đẹp em cũng chia sẻ anh em nha. Đó. Thì không phải em làm bằng cái, nói chung mình làm á, không phải em làm em câu view câu like nha anh em. Thì cái cửa chỗ lột xẹt em cũng chia sẻ anh em xịt 2 kg mancozeb chứ 3 gói nativo với 4 gói biomikin với 2 chai thuốc sâu. Cái miếng này nghe anh em có sâu nè, bây giờ trắng rồi thấy không, tại em bỏ luôn em không xịt sâu luôn, em để tới cửa là sẹp sạch luôn. Còn cái miếng ở nhà em ngừa, cái miếng mà em chia sẻ anh em là em ngừa, những cái miếng em ngừa là không có ngon sâu luôn anh em. Thì cái miếng này em bỏ luôn, em thử cái miếng này, nói chung là em bỏ sâu thử rồi sao.
thì nó mưa quất trắng giả chưa anh em thấy không. Còn cái miếng này ông còn chèo em thì lúc nào cũng xịt sâu nên là em thấy không có sâu đó. Nhưng mà nó bị hai cái vàng này, anh mới xịt lên cái anh cho con này, 1 ký anh cho con cốm nha, chứ 2 chai xăng lạnh với gì nữa ta, với thuốc gầy đó, thuốc gầy phân trắng á. Nó thì nói chung là bị gầy phân trắng tấn công rồi nè, nhưng mà nó trổ lên vậy là nó mình phải giữ lại, giữ bộ lá lại. Thì bỏ mấy kêu anh giải hết đau ghê luôn, bỏ ghê không luôn, mới giải nha anh em. Nó thì anh hỏi em thì bây giờ kêu anh giải một bao ghê không nha. Thì nói chung là cái tỷ lệ mua hành anh em xem này. Nó thì nó mình phải phải phải, phải gắn dưỡng cái những cái cây nào còn thì gắn dưỡng nó lại nè, gắn cứu lại. Nó còn đây là cái của em là miếng này bị sâu cuốn lá dữ dằn luôn, em chia sẻ anh em thật lòng nha. Đó, xuống lá này em thấy không? Để chỗ đỡ bộ hổm nhìn thấy ghê lắm anh em ơi. Xuống lá em để xuống lá luôn mà. Mình tới cử bộ hổm em mới cử cái sạc em mới xịt á. Em xịt 2 chai, 2 chai rưỡi. 2 chai rưỡi mà có thuốc sâu em chia sẻ anh em đăng ký cái kênh xem lại nha. Nó thì 2 chai rưỡi bây giờ nó bung hết anh em ơi. Mà nó chết chậm nhưng mà nó bung hết rồi. Anh em xem bông rồi. Đây. Không có những gì em chia sẻ, chủ yếu là từ đây tới cuối sao mình giữ được cái độ mẩy, nó độ vô hạt của nó đảm bảo, thì cái tỷ lệ mua hành như thế này thì không không đến đổi đâu. Thắt thu thì chắc cũng thắt, nó thua như năm rồi nhưng mà nó không ấy đâu, nó thua thua vài trăm ký, thua chừng 100 ký, 50 ký hết chứ quá. Chủ yếu là mình để sao cho vô gạo này anh em, để càng thưa càng thưa em đi càng phân càng mạnh, cái cử phân rất đồng em đi rất mạnh nha anh em, để cho cái bông nó to nha, để cho nó bông nó to để nó vớt lên em ơi. Bông to mình để sao cho vô mẩy á, vô gạo á, thì cái gì em chia sẻ anh em á, nhiều anh em nói sao nói thì em cũng cố gắng chia sẻ luôn đó. Thì bữa nay em là em so sánh giữa cái miếng thịt anh cho con và man cô vết trong vòng từ bữa 59 60 ngày, bây giờ bữa nay 65 ngày em, nó trong vòng 5 ngày nha. Bên đây nè, ăn cho con cốm nha, còn bên đây em xịt men cô dắt xanh nha, nha. Đó. Cái này em xịt nhẹ, cứ xem xịt tới 3 ký luôn anh em. Cứ này cứ rồi em xịt nhẹ, xịt 2 ký, bước 3 ký một cái mà anh nhìn em thì hết hồn luôn, như chứ, như kịp máy mưa này luôn, xanh như kịp máy mưa này. Đó. Trong đó là bị sâu lá nha anh em. Đó. Còn bên đây là ăn cho con nè, em kêu thêm giải thêm bao ghê nữa, ghê không luôn. Chỗ không nổi, kêu anh phải vô. Thì mới vải ra chỗ này anh em, thì nó chỗ nó chưa tương đối, nó gần đều hết rồi, 2 bữa 3 bữa nữa là đều. Còn bên đây chắc ở cái chừng 3 4 bữa nữa. 4 bữa nữa. Đó. Tại vì khi mình quay á, thì nói chung tỷ lệ bông nó rất thưa, nó bị muốn hành á, đồ muốn hành cũng khó anh em đó. Đó. Nhưng nó còn mình để phân xuống, nó còn một số cây ở dưới nè, sẽ chỗ sau anh em ơi. Nhưng mà tỷ lệ bông này nó dung gì là tương đối anh em ơi, chỉ muốn hành mà bị gì là tương đối, nó bị chừng 20-30% nha, muốn hành đó, nhầm chỗ chừng 30, nhầm chỗ 20, nhầm chỗ 10%, mình nói chung là mình bổ đồng ở chừng 20 mấy% nha. Có nhiều anh em thì xem thì nhiều chỗ người ta nói nhiều vậy đó, nhưng mà nó bổ đồng ra thì nó không không được đâu, nhầm chỗ thì nó nhiều, nhầm chỗ ít, anh em nhìn xem cuốn lá mà. Em vẫn để luôn, rồi em xịt cho anh em coi xem cái từ đây tới cuối nó vô gạo như thế nào nghe anh em. Thì bên đây em đứa em chia sẻ anh em, bên đây là xịt xịt anh cho con, bên đây là xịt mình cứ biết sao nha. Đó. Thì em chia sẻ anh em những cái gì mà em làm được thì em chia sẻ anh em, thì anh em tự lấy tự đánh giá, nhưng mà chủ yếu là mình đi trong giai đoạn ngoài vườn trồng anh em ơi. Đó. Cái gì em gì chứ thuốc là mình làm cho nó giữ bộ lá thôi, còn cái chuyện mà bông to anh em nhìn cái bông này. Một chục nguyên chục anh em mới đều vô nha, nói cho mình đi phân anh em, đi phân thử rất đồng. Còn cái chuyện mà mình giữ bộ lá là sau này đó anh em, để cho nó vô gạo cho nó tích thôi. Nói chung là lúa này tương đối anh em, chứ nó hằng ngày nó không không trúng rồi, nó đảm bảo năng suất thôi. Chứ bây giờ nếu mình nó bị mưa hành, tỷ lệ mưa hành như thế này thì đây,
Bên này cũng có. Xem nha. Rồi để anh em nhớ cái kênh này để xem qua những miếng thử thuốc, những miếng đề thơm của em thử thuốc nha, 10 cặp nha. Thì em chia sẻ anh em, dù nó xấu đẹp gì cũng chia sẻ anh em nha. Đối với em làm em thử để em chia sẻ bà con, chứ không phải là để em làm, không phải để em thử để em chia sẻ. Em làm video em chia sẻ anh em bà con. Còn không phải là rảnh thôi để em đi thử anh em ơi. Nói chung là mình thử mình để mình có loại thuốc nào mà nó đạt hiệu quả để chia sẻ bà con thôi. Chứ không phải là mình em rảnh đâu em đi thử rồi đó. Anh em xem hai dòng nó khác nhau gỗ lịch nha đó. Một bên sử dụng Antacon đó. Cái màu lá nếu mà xịt, nếu mà cái thuốc có tác dụng trong vòng 5 ngày anh em bị cái tác dụng nha. Anh em nhìn cái vàng lúa em bị sâu cuốn lá coi được đó. Xịt một bữa sau một xong luôn nè, nên con nào như con ấy nha. Đây bên đây nè, bông cũng tương đối nè, nói chung là nó không cho thôi đó. Thì em kêu bỏ nó vàng quá thì em kêu ảnh giải vô mương bao ghê cho nó chỗ nó nổi mới cho nổi này nè, anh giải bao ghê vô đây nè. Anh em xem màu lúa khác bên khác nhau, cái thằng anh cứ giết nó sẽ làm ngôi cái lúa lúa mình xanh lại, từ vàng nó sẽ xanh lại anh em. Mình chia sẻ anh em tới đây rồi anh em ơi, anh xem nó có khác nhau không. Phía bình thường là đứng dưới gió thì cái bông nó sẽ chín nhiều hơn, mà cái này phía này dưới gió, phía này trên gió, ôi bên này trên gió, bên này dưới gió luôn nè. Mình chết chưa nè, chết chưa, nếu lúa mình vàng nhìn chết chưa là chắc đấy, chết chưa mình nhìn thấy nó xanh là lúa rất đẹp anh em giai đoạn này đó. Thì em chia sẻ anh em năm nay ở đây là dịch ngành nha, nhưng mà tỷ lệ này của em thì nó không có nổi anh em, 10 nếu mình bổ độc là 10 mấy phần trăm nhầm mấy, nó chủ yếu mình để cho vô gạo là ok là được nha. Rồi em chào anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ em, rồi để cái miếng em thử thuốc nó chỗ đều á, trong chừng 2-3 bữa nữa nó chỗ đều em chia sẻ anh em cái video cái miếng đó nha, miếng này thơm đó nha, bông nó không giữ anh em, bông nó chung bông giữ mặc độ sau con lá nó đỡ hơn đây, tại em cũng để luôn, em cũng bỏ luôn, em bỏ một cử, em để cử cuối em xịt một cái một nha. Đó. Bởi vì anh em thấy mặt độ sông lá không, còn cái miếng mà em miếng kia đó em chia sẻ anh em là không có một con sông lá nha, em xịt người giai đoạn năm mấy ngày không có một con sông lá luôn đó. Tại mình để luôn, mình thấy nó ít quá nên mình để thử mấy miếng thử coi nó sao nha. Còn bên anh em tụt chèo em thì em cũng ngừa nên đỡ cái sông lá đó, thì em quay lên em quay ra đây đó. Thì bữa nay em ngồi dưới đường mưa em đi về cho anh em luôn đó. Thì anh em xem cái dàn lúa dàn bông thì nó khác nhau màu gỗ gệt nha. Cái thằng tôi chết xanh mà anh em, nếu mà lúa mà bị vàng anh em xịt nặng luôn, thay vì 10 cân anh xịt có 2 ký thì mình anh em có 3 ký luôn, 3 ký thì giữ cái bộ lá mấy anh em xanh lại đó. Còn thiếu nó vàng nữa nên phải phân anh em, cái miếng này phải phân một bao ghê chưa thấm thía nè. Bên đây là 11 bao này anh em ơi, 11 bao phân nè. Bên đây 90 rưỡi này nè, mà trong đó hết 8 kg mét của dịch mà đó. Em chia sẻ anh em gì nè em ơi. Còn anh em nhớ đăng ký kênh này, em qua cái miếng thử thuốc, cái miếng 10 cân á, thử coi tình trạng bông như thế nào anh em ơi. Ở đây nè anh em xem muốn hành này, nhầm chỗ muốn hành nhấp chứ. Nhưng đối với em thì cái này nó không nhầm ngay đâu, mình chủ yếu mình giữ được mấy cái bông này làm sao mà vô hao gạo tịch thì nó sẽ thấm, chứ nó không giảm năng suất lên em. Rồi em chào anh em nhé.